Trực tiếp kết quả Brazil với Argentina. Cập nhật trực tiếp những diễn biến mới nhất trận đấu giữa Brazil với Argentina. Đây thậm chí được xem là chung kết sớm của giải đấu đang diễn ra nơi xứ sở Samba. Brazil 0-0 Argentina. Trận đấu bắt đầu, Argentina giao bóng, phút 2, không được. Tình huống lên bóng đầu tiên của Brazil, tiếc là Roberto Firmino đã ở vào thế việt vị. Phút 6, Brazil là đội nhập cuộc chủ động hơn. Daniel Alves vừa có đường truyền dài vượt tuyến nhưng bóng không đến được vị trí của Roberto Firmino. Phút 9, Nicola Tagliafico phải nhận thẻ vàng đầu tiên của trận đấu sau pha phạm lỗi với Gabriel Jesus. Phút 12, Argentina không ngần ngại đẩy cao đội hình và pressing ngay bên phần sân của Brazil. Các cầu thủ áo sọc xanh trắng thi đấu đầy quyết liệt và không ngại va chạm. Phút 19, bàn thắng, Brazil 1-0 Argentina. Dani Alves có một loạt pha xử lý tuyệt vời trước khi chuyền cho Roberto Firmino. Firmino căng ngang như đặt để Gabriel Jesus dễ dàng đệm bóng cận thành mở tỷ số trận đấu. Phút 23, Lionel Messi đang bị theo kèm khá chặt. Số 10 của đội tuyển Argentina chưa thể hiện được gì nhiều ở trận bán kết Copa America 2019 đầu tiên này. Phút 26, không vào, pha đá phạt trực tiếp từ cự ly khoảng 35m của Lionel Messi đưa bóng đi không quá mạnh. Thủ thành Alisson Becker không quá khó khăn để bắt gọn. Phút 30, xà ngang, bóng dội xà ngang từ pha đánh đầu cận thành của Sergio Aguero sau tình huống treo bóng từ chấm đá phạt trực tiếp của Lionel Messi. Phút 33, Dani Alves đang nằm sân sau tình huống va chạm với Marcos Acuna. Argentina đang thể hiện lối đá rắn, rát và không ngại va chạm. Phút 36, không được, nhận đường truyền của Lionel Messi. Sergio Aguero loại bỏ một cầu thủ phòng ngự của Brazil và dứt điểm. Cú sút của tiền đạo đang đầu quân cho Man City không đi qua được sự bọc lót sau đó của đội chủ nhà. Phút 38, quá thiếu chính xác, Lionel Messi cứ lỏng từ cự ly khoảng hơn 20m. Nhưng đây là tình huống mà đội trưởng của Argentina bị mất trụ nên bóng đi chệch khá xa so với cột dọc khung thành đội tuyển Brazil. Phút 43, quá nhẹ, Arthur Melo dứt điểm từ cự ly khoảng 20m sau tình huống dàn xếp đá phạt góc của Brazil. Bóng đi nhẹ và không gây ra khó khăn cho thủ thành Franco Armani. Phút 45 cộng 1, hiệp 1 được bù giờ 2 phút.